lấy xe được mà. Cứ thế thôi. Đi bọc một đứa cho vui nhỉ. Tôi bọn nó đẩy đến đây luôn hay sao chứ? Khả năng là con mai mèo 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 gì? Con mèo vậy nó lên đây. Xây nó trước mà nó không chết trong khi mới hồi sinh nha, mà nó bắn mình một cái thôi là chết ngắt. Thế thì có mùi. Bộ bim nó mở quán bò đặc sản gì nữa kìa. Má bọn này đi đâu cũng quay về con đường kinh doanh hết. Rồi ai cũng phải kinh doanh hết cả thôi. Thì có kinh doanh có nhiều tiền hả? Đúng rồi. Streamer này của nó thì được mấy lúc. Hả? Piu nay chim rừng, nay chim lâu rồi. Bà dừng tới dừng dừng rồi nhé. Biết bánh mì bì bìu của nó sao rồi? Bây giờ cũng chưa ăn nữa. Bánh mì bìu của nó cũng có cái kìa đấy bà gì nhỉ? Thô lỗ đầm đìa kìa. Mắc quá mà. Xong phải chuyển qua nhà xà bì quán nhỉ? À xà bì trường nhỉ? Có tim này. Có thằng nhẹ hồi sinh rồi đó. Là nhẹ tách rồi.